Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử hai bị cáo là hai chị em ruột gồm Lê Tuyết Trắng, sinh năm 1992 và Lê Hoàng Trắng, sinh năm 1995, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh, về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng mạng xã hội, hai chị em Lê Hoàng Trắng và Lê Tuyết Trắng đã tham gia và hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức phản động. Hoạt động của hai bị cáo đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình điều tra cũng như xét xử, qua quá trình phân tích giáo dục, hai bị cáo đã có thái độ ăn năn, nhìn nhận lỗi lầm. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Hoàng Trắng 7 năm tù và Lê Tuyết Trắng 6 năm tù giam. Đồng thời, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Lê Hoàng Trắng sẽ bị quản chế tại địa phương nơi cư trú 1 năm 6 tháng. Đối với Lê Tuyết Trắng, bị quản chế tại địa phương là 1 năm.